Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã chính thức khai mạc sáng nay ngày 15 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của bà Emma Genji Muteka, nghị sĩ Namibia, thành viên ban lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, Liên minh Nghị viện Thế giới IPU. Tham dự hội nghị toàn cầu lần thứ 9 có hơn 120 nghị sĩ trẻ và đại biểu đến từ hơn 70 nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế, các đại sứ, đại diện cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hơn 300 đại biểu Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam đề xuất sáng kiến và rất vinh dự, tự hào được IPU chọn là nước chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, tiếp nối thành công của Đại hội đồng IPU 132 năm 2015, Hội nghị IPPF lần thứ 26 năm 2018 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 năm 2020. Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong IPU, đồng thời cho thấy sự ưu tiên quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. Sáng ngày 15 tháng 9, tại cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ chiến sĩ vùng 2, vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đoàn sẽ đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Dự kiến chuyến công tác sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 9. Đây là chuyến công tác hết sức đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong chuyến đi, đoàn đại biểu sẽ sinh hoạt, giao lưu văn nghệ với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 2, vùng 5 và các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu KN290, các biển đảo và nhà giàn. Đoàn cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các điểm trên. Thống kê tại Bệnh viện Mắt Trung ương, những tuần gần đây, bệnh viện ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ, hay còn gọi là viêm kết mạc, đến khám. Riêng tuần vừa qua là 800 ca. Ngày 14 tháng 9, theo Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hải Nam, tổng số ca đau mắt đỏ tại thành phố ghi nhận trong ngày 13 tháng 9 là 3.840 ca, trong đó 2.238 ca trẻ em dưới 16 tuổi. Số trường hợp đau mắt đỏ đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố tăng cao so với các năm gần đây. Còn theo Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.300 ca đau mắt đỏ. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, tháng 8 vừa qua, bệnh viện ghi nhận 1.472 ca mắt. Phó giáo sư Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, đau mắt đỏ là bệnh lây qua đường tiếp xúc tai, mắt. Vì vậy, người bệnh khi bị đau mắt đỏ thì vệ sinh tay là rất quan trọng. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị đau mắt đỏ, người bệnh thực hiện việc vệ sinh mắt, cách ly với người nhà, cho học sinh nghỉ học, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó nên cho mắt nghỉ ngơi, nhắm mắt, nhìn xa, không xem các phương tiện điện tử. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu công an các địa phương có sân bay, bến xe phối hợp xác minh giải quyết, đặc biệt đối với xe là tang vật vụ án. Với các xe không phải là tang vật vụ án, nhà xe có thể giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự, hoặc các chủ bãi xe, nhà xe có thể trao đổi, bàn giao về cơ quan công an để thực hiện thủ tục giám định, xác minh, tìm kiếm, đăng báo và tịch thu sung ngân sách nhà nước với tài sản vô chủ, vắng chủ, để quên theo quy định pháp luật. Tại bến xe miền Đông và bến xe miền Tây có hơn 1.000 xe máy vô chủ, chủ xe không đến lấy từ vài năm đến hơn 10 năm. Nguyên nhân các chủ xe không đến lấy là do tiền giữ xe cao, xe mục nát, chủ xe mất. Ngoài ra một số xe có thể là tang vật các vụ án hình sự như cướp, trộm, được kẻ gian đem gửi. Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 650 xe máy vô chủ, chủ xe không đến lấy. Ngày 15 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai khoảng 2 tháng tuổi. Thông tin ban đầu khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 9, người nhà của một phụ nữ sinh năm 1986, ngụ thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, nghe có tiếng cười lớn phát ra từ phòng ngủ của chị này. Khi gia đình vào kiểm tra thì phát hiện con trai của người phụ nữ trên, khoảng 2 tháng tuổi, đã tử vong. Trên cổ cháu bé có vết thương rất nghiêm trọng. Người nhà cũng phát hiện người phụ nữ có vết thương ở cổ tay, máu chảy nhiều. Theo gia đình nạn nhân, người mẹ có biểu hiện trầm cảm sau sinh.